chi thứ nhất là bờ, bờ của tổn thương. Tiêu chí thứ hai là có viền tạc xương xung quanh hay không. Tiêu chí thứ ba là cái vỏ xương nó bị vỏ xương như thế nào. Đấy, vỏ xương. Tiêu chí thứ tư là màng xương có bị bong hay không. Đấy, và tiêu chí thứ năm là có xâm lấn phần mềm hay không. Và tiêu chí thứ sáu là cái tiến triển. Cái tiêu chí thứ sáu này không được khuyến khích như là một tiêu chí quan trọng, bởi vì là nếu đợi cái tiến triển để mà nói là lành nhá thì chết bệnh nhân trong trường hợp là bệnh nhân đang tỉnh. Nhưng mà ví dụ như tình cờ mà chúng ta thấy có một cái tổn thương đang băn khoăn chẳng biết lành hay ác, nhưng mà nhìn thấy một cái phim mà người ta chụp trước đó 10 năm rồi vẫn y như thế, thì chúng ta có thể theo cái yếu tố để chẩn đoán là tổn thương lành ấy. Thế thì cụ thể là gì? Trong cái trường hợp u lành ấy, thì chúng ta sẽ thấy là mờ rõ, có viền đặc xương xung quanh nhưng mà viền đặc xương mỏng, có viền đặc xương nhưng mà viền đặc xương mỏng, và vỏ xương thì không bị phá vỡ mà có dấu hiệu thổi vỏ. Còn nếu phá vỡ thì chẳng qua là chỉ là vì gãy xương bệnh lý này. Và không có dấu hiệu xâm lấn phần mềm, không bao giờ có dấu hiệu bong mảng xương, và không tiến triển hoặc là tiến triển rất là chậm. Và đi kèm với dấu hiệu phá vỡ vỏ xương thì là có dấu hiệu xâm lấn phần mềm bằng những thớ xương bằng vô góc thân xương từ bờ thì là nhau nhở tạo hình vỏ chảy. Và chúng ta đã biết rằng là khi mà cái khối u đấy nó xâm lấn phần mềm và phát triển quá nhanh, nó sẽ bong cái mảng xương, tách mảng xương lên và nó tạo ra cái dấu hiệu